Quốc hội Hàn Quốc vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm thêm một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ scandal tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye. Tại cuộc họp Quốc hội ngày 17 tháng 11 đã có 196 phiếu trong tổng số 300 phiếu tán thành việc bổ nhiệm thêm một công tố viên đặc biệt nhằm tăng cường điều tra vụ scandal lợi dụng mối quan hệ thân hữu để tạo sức ép của Tổng thống Park Geun-hye. Trong số 196 phiếu tán thành, chủ yếu là phiếu của đảng Dân Chủ Đối Lập và vẫn có nhiều phiếu đến từ chính đảng Senori của bà Park. Hiện tại, bà Park đang trong tình thế hoặc là từ chức hoặc chấp nhận bị luận tội, sau khi có nhiều thông tin bị phanh phui liên quan đến mối quan hệ bạn thân giữa bà Park và bà Choi Soon-sil. Bắt đầu từ việc bà Park gửi diễn văn tổng thống cho bà Choi xem trước ngày phát biểu, cho đến việc bà Choi gây sức ép lên các doanh nghiệp Hàn Quốc và đòi doanh nghiệp ủng hộ cho các quỹ văn hóa và thể thao của mình.